kính chào quý giáo đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, ở đời ta có cái câu là vừa ăn cướp của là làng. Có nhiều người là nhiều khi là chửi quý vị. Nhưng mà người ta vẫn là gọi à, là gì? Cần cái gì ta chia tay xin tiền quý vị mặc dù chửi nhưng mà vẫn xin tiền hai hai hành động trái ngược cùng với một con người nó có lý do của nó Đấy không? và trong chính trị ở bất kỳ quốc gia nào cũng đều giống như vậy và đặc biệt tại mỹ nó lộ rõ luôn đó là cái điều tôi muốn phân tích quý ngày hôm nay là đại đa số các vị dân cử cộng hòa đều chỉ trích ông Joe Biden sai tiền nhiều quá, gây ra lạm phát, nợ con cháu mình nó trả. Nhưng mà tiền tôi đâu khi mà thông qua luật, tiền tôi đâu. Thủ tục đầu tiên hôm nay tôi chứng minh cho quý vị cái điều đó. À, chính trị họ làm cũng ok. Ở đây tôi không chỉ trích nha, không chỉ trích, trình bày nghe để quý vị hiểu nước Mỹ nó như thế nào. Một mặt chửi chính quyền Joe Biden Nhưng một mặt vẫn đòi ê tiền tôi đâu Mà chửi đây chửi chính xác Ông xài tiền nhiều quá Giống như tôi ở nhà bố mẹ tôi ngày xưa Ví dụ tôi cho ví dụ Bố mẹ cứ đi vay tiền sai hoài Mà một con trả thế bà luôn Cho là ngàn xài coi Ngàn chưa đủ má ơi Cho thêm ngàn nữa à, Má đừng có đi vay tiền mà một con trả chết luôn. Đưa ba ngàn coi à. Ví dụ Bà Christine Durham thống đốc của tiểu bang Sao được khu đà trong tháng này trong cuộc họp nói về ngân sách tiểu bang bà đã nói rằng chính tổng thống joe biden chính chính sách kinh tế của tổng thống joe biden đã làm cho giá cả tăng lên và cái này fan cứng của ông trump nghe tin ghê lắm tin hơn kinh tin kinh tin kính tin là như vậy từ ngày joe biden lên xăng tăng xăng giá, xăng tăng giá sinh hoạt tăng bà này cũng nói giá tăng nè Thấy không? làm cho các chương trình của chúng ta bị ảnh hưởng. Thành ra có lẽ là tôi sẽ không lấy những cái số tiền mà ông Biden thông qua hay Đảng Dân Chủ thông qua. theo, từ lúc ông Biden lên làm tổng thống ký hai cái dự luật. Một cái là Rescue uh, uh, America Rescue Plan 1.900 tỷ và sau đó là hạ tầng cơ sở 1.200 tỷ. Thì trong cái 1.900 tỷ này đó thưa quý vị Nó là cho Covid-19 Thì sau đó bà Christine Nguyen bà đòi Cái phần tiểu bang bà được gần 1 tỷ đô la Tiểu bang sao đó cô đà có khoảng 900 000 dân được gần 1 tỷ đô la Bà lượm cái 1 tỷ đô la này về Bà nói rằng là bây giờ tôi lấy 1 tỷ đô la này để tôi đầu tư vào các cái dự án nước ở địa phương. Giúp cho người ta xây nhà để giá nhà rẻ đi Và xây những cái trung tâm mà gọi là chăm sóc trẻ em Quý vị thấy không? Chỉ trích nhưng vẫn lấy tiền Đó Khi mà người ta hỏi bà Nu Tại sao mà bà à, Gọi là chỉ trích ông Biden mà bà lấy, Vẫn lấy tiền trong cái 1.900 tỷ Bà nói tôi không lấy nó qua tiểu bang khác thì sao? Nhưng mà thực ra nó không phải như vậy Bộ Tài Chánh Mỹ nói rõ ràng Nếu quý vị không lấy thì tiền nó trở về lại liên bang Không qua tiểu bang khác Không qua tiểu bang khác Đó là điều chắc chắn Đó là trường hợp bà uh, Christine Nguyen Rồi ở các tiểu bang khác nữa À Mà trước khi tiếp các tiểu bang này Tôi kể quý vị nghe cái hồi mà Ông Biden đóng ký thông qua Cái dự luật 1.900 tỷ đó. Quý vị nhớ nha cái 1 900 tỷ đó không có một lá phiếu Cộng Hòa nào hết. Không có này 1 200 tỷ ấy. Anh cho coi cái video trước đó là 1 900 tỷ. Đó. Cái mà bà Nancy Pelosi đó, đó, bây giờ sắp sửa thông qua 1 750 tỷ đó. đó đại khái như thế. Cái 1 900 tỷ đó, không có một người Cộng Hòa ủng hộ nha. Cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện. Nhưng mà sau đó đó, chính các vị thượng nghị sĩ, về dân biểu Cộng Hòa đó về lại địa hạt mình bảo. Nhờ tôi cái tiền này nó về Quý vị thấy không? Họ là họ công khai đến như vậy. Tức là khi mà chỉ trích hoặc là bỏ phiếu thì họ không họ chỉ trích và họ không bỏ phiếu. Nhưng khi về gặp người dân có chừng vài chục người bắt đầu họ nói dối. Họ tiền nhờ tôi mang tiền này về. Để trở lại các thống đốc tiểu bang. Hồi nãy tôi nói là Christine Young, đúng không? Còn tiểu bang mình ta nè. Cư dân khoảng một triệu. Ông thống đốc Rick Zion Forty cũng mang về cũng đòi được tiểu bang mình 906 triệu đô la. Và ông cũng đầu tư vào cái gì? Bỏ tiền này vào những cái nhà nuôi người già. Và phát tiền cho những người trở lại đi làm. Quý vị thấy không? Chính những người này chỉ chết. Nhưng họ lại lấy tiền đó. Họ làm những cái việc mà không liên quan đến. Hoặc là không trực tiếp đến Covid-19 mà nổi đình nổi đám nhất là tiểu bang Florida với ông thống đốc Ron DeSantis à, Ông này hồi tuần trước ông phàn nàn là gì Tiểu bang tôi bị phạt, bị trừng phạt, bị ông Biden trừng phạt Ông không cho tiền tôi nhiều Bởi vì lý do là gì tôi không có đóng cửa tiểu bang Và tôi không bắt người ta đeo khẩu trang Trong lúc mà bị đại dịch thành ra ông trừng phạt tôi à, Ông nói thế chứ Ông cũng lấy được nhiều tiền lắm đó không? Ông cũng chống luôn cái chính sách của ông Biden Cái kế hoạch 1.900 tỷ Ông cũng chống luôn Tất cả Cộng Hòa khi mà chống Dân Chủ Cái chuyện này đều nói là ông Biden Chi tiền nhiều quá Gây ra lạm phát Làm nợ quốc gia tăng lên Nhưng mà chúng tôi vẫn lấy Florida là bao nhiêu? 8.8 tỷ đô la Và cho đến nay Họ đã lấy được 3.4 tỷ đô la rồi Dần dần sẽ lấy tiếp và tiền này ông để săn tít làm gì Bỏ vào sửa chữa đường xá Cải tiến hệ thống à, giao thông Và Thu hút người ta đi làm Thấy không Và ông nói rằng là Tiền này đó là tiền đáng lý là Chúng tôi có mà tại vì bị sức đau Sức điếc mong đòi sức đau Ông đòi phạt người ta bây giờ Người ta không có rồi Bây giờ tôi phải lấy tôi cho lại à, Ông nói như thế và với số tiền này thì vào đầu năm vào cuối năm tới cái quỹ của Florida sẽ dư được tổng cộng 17 tỷ 17 tỷ tức là đã có những khoản tiền khác rồi bây giờ thêm 8.8 tỷ nữa đó. mà mới mới lấy cái 3.4 tỷ thôi thấy chưa đó. rồi trong số tiền này à, ông lấy ra 8 triệu đô la mới làm gì không, quý vị để đuổi những di dân bất hợp pháp ra khỏi tiểu bang nó không dính dáng như covid hết trời luôn nữa. <laughs> nhắc lại nhá mẹ tôi vay tiền tôi chống mẹ tôi vay tiền xong tôi bảo cho ngàn đấy đi học đóng tiền học tôi lấy ngàn tôi đi thuộc visa <laughs> hay là tôi lấy ngàn tôi đóng tiền học có năm trăm năm trăm tôi thuộc visa nó là như vậy ron de đó còn nhiều chuyện vui lắm sẽ kể tiếp với quý vị sau một quảng cáo xin quý vị đừng rời màn hình NCT Cảm ơn quý vị vẫn màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi trở lại chương trình Thời sự 247. Tôi nói đang nói về cái chuyện là các vị thống đốc Cộng Hòa chống chính sách chi tiền của ông Biden. Nhưng mà tới lúc phát tiền bảo tiền tôi đâu. Thậm chí sao đưa tôi không đủ. Và họ dùng cái tiền nó cho những cái chuyện khác mà dù khi không đúng mục đích của Covid-19. Và mặc dù bị Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo nhiều lần. Ê mấy anh làm vậy không được. Họ vẫn chi ra. Làm gì nhau. Kiện cáo tính sau. Họ bắt trước kiểu ông Trump á ông Trump cứ làm nó ra tòa tiếng sau còn chưa ra tòa tôi cứ việc tôi làm à. thì tôi đang nói tới tiểu bang Florida thì cái số tiền mà 1.900 tỷ này nè trong cái tiền này nè thì các tiểu bang có tới năm 2056 mới lấy hết thì nhỏ cứ từ 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 họ lấy Nghe không bây giờ họ trúng mánh họ trúng mánh bởi vì sao không những cái tiền từ 1 trăm tỷ ra vừa rồi ông Biden ký thêm có 1.200 tỷ cái tiền hạ tầng cơ sở là lại có thêm mở cho các chính quyền địa phương nữa rồi cái gì nữa kinh tế đang phục hồi ba thứ tiền nó dồn vô u trời ơi năm tới là ngon lành thấy chưa vậy mà cứ bảo là lạm phát cứ bảo là thiếu nợ yes nước mỹ thiếu nợ nhưng mà tiểu bang tôi là có tiền là tôi chơi kệ cha nó 49 tiểu bang kêu nó trả nợ thành nhanh tiểu bang nào cũng lo lấy tiền về hết tôi mở ngoặc này xíu quý vị tất cả dân cử ở mỹ này đó, họ được bầu lên và tôi nghĩ là các nước khác vậy luôn Nhiệm vụ chính của họ là gì? Lấy càng nhiều tiền về cho cư dân càng tốt Càng bòn rút nhiều tiền của chính phủ liên bang càng tốt Càng bòn rút nhiều càng tốt về cho cư dân tiểu bang mình Nhiệm vụ chính của họ là vậy Hỏi họ có phải không? Họ sẽ chối Nhưng mà tôi biết Vì tôi thấy Mà quý vị có thể tưởng tượng nếu quý vị ở Mỹ này trong 50 tiểu bang Quý vị cũng làm như đó đi là Mà bây giờ quý vị ở cái tiểu bang này á Quý vị hưởng có 500 mà Ví dụ đường xá nó xấu quá Qua bên tiểu bang kia Đường xá chạy nó ngon Rồi tháng được cho 3 ngàn Quý vị muốn qua ở Qua ở chứ Đúng không Miễn làm sao ông thống đốc đó Mang tiền về càng nhiều càng tốt Là dân nó khoái Nó không cần biết tiền của ai Còn mấy ông thống đốc đó Về mặt chính trị vẫn đi chửi Nhưng mà vẫn gom tiền về cho dân mình đó. Thì đây này Vì cái khoản tiền nó tăng Bây giờ nhá Thống kê của hiệp hội Các cái người làm chính sách của tiểu bang Nó gọi là National Association of State Budget Officer họ thống kê biết là trong thời gian qua tiền của tiểu bang quý tiểu bang tăng 12.8% các tiểu bang của Mỹ nhé so với năm 2020 là bị xuống thấp bây giờ tăng 12.8% và đây là tăng lần đầu tiên trong 10 năm qua bởi ba khoản tiền cơ mà sắp sửa Biden còn muốn làm cái 2.000 tỷ nữa còn khẩm nữa thấy không trừ bên trừ bên lấy bên lấy rồi Bây giờ cái tiền mà các tiểu bang chi ra mà nhờ tiền liên bang đưa về mà các tiểu bang có tiền chi ra đó Tăng 35.7% năm nay 35.7% Tiền nhiều quá à, Thấy chưa Rồi gì nữa Đây này Cái ông thống đốc của tiểu bang Ohio Ông Mike Devin à, Ông này tiểu bang của ông cũng được 3.4 tỷ đô la Lúc đầu ông chống kinh hoàng luôn à, chống dữ lắm thì các tiểu bang cộng hòa giờ chơi cái màn thì họ lấy cái tiền đó họ đem họ tài trợ thuế à tức là gì thay vì phải ở người dân phải đóng thuế thì bảo thôi kỳ này giảm thuế thì họ lấy cái tiền liên bang họ bù vô cho ngân sách có đúng không tôi nói ví dụ ngân sách là chi ra là mỗi tháng 100 đô phải thu thuế có 100 đô à, ví dụ phải thu thuế với con trăm đô nó xài thì bây giờ ông liên bang ông cho tiền Đáng lẽ đưa vào Covid-19 mà ông lấy nó bỏ vô 50 đô trong này Thì chỉ cần thu thuế 50 đô nó thôi có phải giảm thuế cho dân không Cái đó Chính phủ liên bang không chịu Họ nói không được anh không được chơi cái đó Rồi bên ông ông ông, ông Ohio ông còn chơi giảm thuế xăng nữa à, Thay vì xăng trả là 3 đô la một gallon Trong đó có 1 đô la là tiền thuế gì Thì ông Cái là người ta lấy 2 đô la và 1 đô la ta đóng cho tiểu bang đúng không thì vì ông giảm cái thuế là một đô la luôn thì cái một đô la nó tiểu bang hụt thì ông lấy tiền lên bang bỏ bộ thì như vậy đó là chính phủ liên bang nó không cho thì các tiểu bang cộng hòa mới kiện mà đứng đầu là tiểu bang ohio của ông thống đốc mike devin <laughs> ông lúc đầu lắm ông, ông chê cái tiền này ông chê ghê lắm ông chỉ trích lắm rồi. cuối cùng chính ông là đứng đầu đi kiện mà còn cái ông đất đu sì của tiểu bang arizona cũng vậy cũng lấy tiền phải không? Đưa vào các chương trình, nghĩa là ví dụ như gì? Chi ra 163 triệu đô la à, để cho những học sinh trong các trường học tư và trường học bán công. Mỗi một học sinh tối đa là 1.800 đô, có nghĩa là tài trợ cho các trường học đó. Ông này cũng trống luôn mà ông Biden cũng xài tiền nhiều quá đưa đây đưa đây chúng tôi tài trợ cho các trường học <cười> buồn cười không đó đó là những cái chuyện mà chúng ta thấy rồi bây giờ nó bị cái gì nữa à, khổ cái chỗ này đó. những cái gì đó là vừa chửi vừa lấy tiền bây giờ khổ gì lắm tiền nhiều quá không biết làm sao Xài các tiểu bang bây giờ không biết làm sao chi tiền đây làm sao xài cái tiền này đây Đấy, tăng 35.7% Thấy chưa, đấy, tiền nó tăng 35.7%, còn cái tiền mà doanh, cái cái tiền mà thu vô là tăng 12.8%, tiền chi là tăng 37 7 tiền nhiều quá không biết xài sao đây, Phải nghĩ là khách xài, giống như con chăn á, nó ăn con chuột nó quý, nó ăn con chuột nó to, nó, nó đâu có nuốt nổi, nó nuốt từ 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 từ, mà giờ không biết sao nó nuốt nữa, các tiểu bang nhập bị tình trạng thế, thế mà vẫn chửi ba đàn, Xài tiền nhiều quá, vay tiền nhiều quá Nợ chết luôn, tiền tôi đâu Không đủ của tôi xài, bây giờ nhiều quá Tôi biết xài sao đây Tiểu bang Wyoming, quý vị có biết không? Cái đợt thời giữa ông thời Trump Mà chi cái đợt mà kích thích kinh tế Tôi có kể quý vị rồi, Họ được 3 tỷ đô la Mà dân số của họ chỉ khoảng nửa triệu Không biết làm gì bây giờ Cho tiền người dân cũng không hết Cuối cùng tôi cho tiền để trả tiền mà mua nhà luôn mó gịch đó tiền trả hàng tháng đó thì nhiều quá bây giờ các tiểu bang này nằm trong tình trạng không thì nước mỹ buồn cười quý vấn đề là đây nè, khi các vị dân cử cộng hòa mà chống ông biden trong chính sách chi tiền đó, họ công khai họ lên truyền thông họ nói cho nhiều người nghe cho cử tri họ nghe bảo đúng là ông này hay quá cộng hòa hay quá tiết kiệm tiền hay quá không làm cho đất nước bị nợ, hay quá Nhưng khi đi đòi tiền họ không cho báo chí biết Họ không có lên báo, họ nói họ không có họp báo, bảo tiền tôi đâu No Tôi làm bí mật Giống như ông Trump chích lén á Ông bảo rằng là gì Covid không có, Covid do là chính chủ bịa ra Nhưng ông đi chích, ông chích lén Bởi vì nếu chích công khai tức là Covid có Cũng như những vị này nếu mà bây giờ công khai đi đòi tiền thì tức là anh xạo bởi vì anh chỉ trích cái cách chi tiền mà anh chỉ trích chi tiền nhiều quá đúng không xin nhắc lại ở đây không chỉ trích ai hết tôi chỉ phân tích cho vị nghe chuyện nước mỹ như vậy thôi tôi không chỉ trích mấy ông này tôi mà làm tổng thống đông cho mấy ông này tôi cũng làm như vậy à y chang nhiệm vụ tôi là mang tiền về càng nhiều càng tốt cho, cho, cử tri của tôi để họ bầu tôi lên thôi và tôi làm cho đời sống cư dân của tôi là khấm khá làm tôi thành công rồi nhưng mà để quý vị hiểu rằng là gì Nhiều khi nhìn dậy mà không phải dậy đúng không Thành ra nhiều người cứ bảo là Ô Cộng hòa chống tăng thuế Cộng hòa chống chi tiêu để mà giữ cho đất nước không bị nợ Là xạo ke Xạo văn ke Còn nữ là xạo thị ke Đừng có tin Hỏi nhìn coi đi đòi tiền lúc nào Ban ngày lên chống Ngu đừng mượn tiền Tối đóng cửa đi ê e tiền tôi đâu <laughs> Thấy không, buồn cười không kể cho quý vị nghe quý hiểu nước Mỹ như thế. Cảm ơn quý rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị ở chương trình sau.